Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã đến video mới của mình. Mình là Châu Già đây. Mấy nay tâm trạng mình rất là nản luôn ạ. Mình lại có cái suy nghĩ là mình muốn từ bỏ một gì, mình không muốn làm nữa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng mấy ngày rồi, mình nhìn lại cái quãng đường mình đi coi cũng gần 2 năm rồi ghê. Cái video đầu tiên mình đăng lên là lúc 8 tháng 3 là 2022. Nay là 2024 rồi mọi người ạ, cũng gần 2 năm trời rồi. Mình đã trải qua rất là nhiều cảm xúc mọi người ạ, vui có, buồn có. Nhưng mà cảm xúc của mình là vui nhất là từ lúc là mình đăng cái video lên là không có ai xem mọi người ạ. Nhưng mà từ 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 nó lên được mấy chục lượt xem, nó lên được mấy trăm lượt xem, cái tháng hai tháng sau thì nó lên được hả 1.000 lượt xem rồi. Trời ơi, cái lúc đó rất là vui luôn vậy, không có cái từ nào mà diễn tả được luôn. Nhưng mà bây giờ mình lại muốn từ bỏ mày ơi, nói từ bỏ cũng không được, từ bỏ ngang cũng không được. Hiện tại bây giờ nó đang có 7.678 người đang theo dõi mình và đang yêu thương mình. Mình nói từ bỏ ngang là không được mày ạ, mình đã suy nghĩ rất là nhiều vậy. Bao nhiêu cố gắng mình đã bỏ ra và có hơn 7.000 người đang yêu thương mình mà mình nói bỏ là bỏ không được người. Nên hôm nay quyết định người ạ, mình nay mình sẽ combat người ạ. Nay cũng có sự kiện mới người ạ, đấu trường nhẫn giả người. Hôm qua mình ngồi mình chờ hả, từ gần tới 11 giờ nó mới cho iOS cập nhật người ạ. Chờ mà buồn ngủ, ngủ ngang luôn mẹ. Hôm nay xin nghỉ ngày, nay là thứ ba người, nay mình xin nghỉ một ngày để mình vô mình combat người. Đăng video lại cho người xem nha. Và nếu người yêu thương mình, mọi người cho mình xin một like để mình biết còn bao nhiêu người đang yêu thương mà đang chờ đợi mình ra video người ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn ạ. Cầm bát thôi mọi người. Mới sáng sớm vừa hơi ngáo ngáo gì mọi người thông cảm, mình bỏ game mấy ngày này nữa. Bắn rất là lạ luôn. Lạ tai người ạ. Ngốc nè. Gạt không? Gạt được, gạt được. Từ từ các bạn ơi. Lú đầu kìa, lú đầu kìa, lú đầu kìa. Rồi lỗi luôn, nó bọn dưới mọi người ạ. Trận này trận thứ 3 mình test nha mọi người. Trận này trận thứ 3 nè, hai trận đầu vô không biết gì hết trơn người ạ. Nhưng con boss luôn. Người đi chân nè, qua này trước người. Thanh niên kia bên kia nóc mà kệ đi người ạ. Dưới nhà mình có đi chân nè. Dưới này. À lút gì fan. Chạy ngoài, chạy ngoài, chạy ngoài. Chạy vô bạn ơi. Ô, lên nhà, lên nhà. Nhờn với tôi. Rồi, gầy đại cái. Ô, nhảy dưới rồi, nhảy dưới rồi. Ô, thanh niên này chơi mèo đuổi chuột với mình người ạ. Ô, tôi là trâu chứ không phải là mèo đâu bạn ơi. Đâu rồi đâu. Rồi bạn chạy đi, bạn chạy đi. Ngộ sư huynh nè bạn ơi. Ngộ chúng tôi. Cái bên mình có đi súng luôn người ạ. Có đi là cầm SP2K thật nè. Trong nhà nè. Vô luôn, vô luôn. Nè, 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 nè. Làm gì đó bạn ơi. Gạt bạn luôn nè, còn ai không? Có ai nóc nè. Ngon, ngon, ngon. Kết là nghề của tôi bạn ơi. Nút đồ thôi nha. Nay là khu sự kiện này vô dách nó ra người ạ. Có tiếng chân nhà cái bên nữa. Ba khu lận người ơi, bên cảng nè, dưới bên bên nhà tù người ạ. Mà chỗ mua đồ có tiếng chân này. Rồi mới nghe tiếng chân cái đập mà. Ô đây đây. Kè cái gì đó fan. Lầm nè, thanh niên Trung Quốc người ạ. Trời hôm qua chờ cập nhật đúng lâu luôn rồi, thường thường là iOS là 7 giờ là cập nhật người ai, giờ bữa nay tính tới gần 11 giờ luôn. Trong lúc ngồi chờ thì mình leo chiến tướng bên liên quân người ạ. Mình là cao thủ mười mấy sao rồi, gần lên chiến tướng rồi, không có tem rồi, đi đơn rồi. Ôi, à, đây, đây, đây. Ui. Gì vậy? À, thì ra thanh niên chơi cái thiết bị thế thân gì vậy? Bên chung cư có người nè. Mà đặc biệt cái sự kiện hôm nay là ra lại cái móc neo rồi. Gá là khá là thú vị luôn, mình rất là thích chơi cái móc neo luôn ạ. Này thêm cập nhật thêm tính năng mới, bấm thêm lần nữa được bay rồi ạ. Hợp lý. Nhiều khúc nữa đang bay danh cao mà bị trượt chân rồi, bấm cái nữa bay luôn. Trên nhà mình có tiếng chân nè. Hồi nãy có thanh niên nào dùng cái thiết bị này để mình dùng mà thử người ạ. Cái này mình cũng chưa test người ạ, mình thấy mấy trang trên mấy cái trang fake á người ạ. Thấy người ta chơi. Ủa gì ạ? Ủa là sao? Ô, thanh niên chạy vô phòng rồi, thanh niên chạy vô phòng nè. Đây đây. À, thì ra hồi nãy bạn đi kiếm tôi không? Tiểu thư lõ. Tiểu thư lõ gặp châu lõ. Tới không chị mà ngồi. Thanh niên ở đây ngồi cầm để bếp kê cửa nè. Chung cư cái bên mình vẫn còn người ạ. Nay bản cập nhật này, sự kiện này là không có biết cho mình biết là bao nhiêu người trong cái khu này mọi ạ. Gặp cái khu giá ra toàn nhà và nhà thôi, không biết còn ai trong đây á. Đi là ngoài ngoài bị bắn lén liền. Này nay có cập nhật thêm cây katana nè mọi ạ. Đấy, ngầu, đi ám sát mọi ạ. Tiếng chân nhà cái bên nè. Không có bơm, cho bạn ăn lửa nè. Trên lầu 3 nè. Qua luôn mọi ạ. Bay qua. Này có móc neo rồi, không có ngán nữa. Trong này. Ra đây, ra đây. Đúng rồi bạn ơi, ra đây. Gạt bạn luôn, gạt bạn luôn. Hồi nãy mình thấy có thanh niên nào cầm DPS cho mày nè người ạ. Để lút cho DPS người ơi. Rồi.
Con đi chân trong cơ cái bên đấy kìa mọi người. Rồi để tôi xíu tôi lấy cái DPS tôi qua tôi tới không chị bạn liền. Cứ bình tĩnh bạn ơi. Phía bên kia có tiếng súng bắn mọi người ạ. Nhưng mà vẫn không biết bao nhiêu người trong đây. Chắc để vài bữa mình mua cái bản hack để mình biết bao nhiêu người trong đây mọi người ơi. Chứ chạy lan qua là quay bắn lỏ liền. Mình chạy mình chạy à lầu 3 cho lầu 3 mọi người. Rồi để tôi xíu tôi bay bên lên bên đây. Lết. Giờ phải chờ 5 giây mọi người ơi. Hơi bị lâu luôn. Ui. Ôi trong đây còn thằng ông nội ngồi trong phòng nữa trời ơi. Nhưng mà mình nghe nói cái map này là được 3 lần hồi sinh mọi người ơi. Test luôn rất là hợp cho những người lõi như mình nha. Quay lại chơi luôn vẫn còn một mạng hồi sinh mà mọi người ạ. Lo gì con đi chân nè, những súng bắn phía ngoài không ạ. Con đi chân trên nhà mình mọi người, trên lầu gì nè. Ô đây kè dĩa fan. Cho mình xin nha bạn ơi. Anh già gặp cháu già lắm. Mình mới nghe tiếng chân nữa mọi người. Hình như là bên chung cư mình có người mà. Rồi đợi xíu tôi qua liền bạn ơi. Có ba mạng hồi sinh luôn mà. Ban thôi người ơi. Ngại gì. Mọi đây có đường nhiều mọi. Để mở thử coi. Có gì đây. Có cái gì đây. Có quà gì đây. Có bộ giáp không. Cho xin bộ giáp bạn ơi. Trời ra cây súng người ạ. Ra màu 4 nữa nè. Máu nước đầy đủ đánh tiếp người ạ. Tiếng chân di chuyển rồi. Tiếng chân di chuyển rồi. Đợi xíu bạn ơi, tôi quay đạn đầy đủ cái. Có tiếng trò bom sau lưng mình nữa. Để bắt thanh niên gần trước mọi người. Bên chung cư đó, anh di chuyển kìa. Rồi ra chơi luôn. Ủa, đây có tiếng chuyên qua nè. Nhà này mọi người có tiếng chuyên qua nè. Ơ. Lui. Bắt bên chung cư trước mọi người ạ. Trên gì đó, trên sân thượng gì mọi người ạ. Lên lầu 3. Lên luôn, đấy. Có móc neo rất là tiện luôn người ơi. Ba nhảy đủ thứ. Ngoài nè. Shot gần nè bạn ơi. Trà sữa. Ui, trà sữa này bạn uống đi tôi không dám uống đâu bạn ơi. Vãi thanh niên Việt Nam à. Mà mới cập nhật toàn Việt Nam với Trung Quốc hơn người ạ. Con chân lên nè. Boss người ạ. Còn đi chân dưới nữa kìa. Rồi có phải bạn boss không ta? Đợi tôi xíu tôi lút đồ tôi xuống liền bạn ơi. Vô nhà mình rồi. Bên kia còn có bát tông vui quá trời luôn. Đây bố này. Lụm cái này tính tiếp. 10 kill rồi. Có đi chừng người ạ. Rồi ai đây. Để lên nóc nhà quan sát cho dễ mọi người. Rồi mình mới nghe tiếng chân gần mình mà ta. Đang có bát bên đường người ạ. Đã có tiếng chân gần mình mà ta. Đâu rồi fan ơi. Mình kia bắn không kìa. Ô có ai nè. Rồi xong bạn gọi gạt luôn. Phải gạt chứ sao. Ủa rõ ràng hồi nãy có tiếng chỉ gần mình mà ta. Để mình bay qua mình chết thử người. Có hầm sát trên nóc nhà nè. Bay thử người đang bay cái bị bắn cái lỏ luôn. Bay này rất là nguy hiểm cho người. Có người là không nên bay vậy người ạ. Bay móc neo cho nó lành bay thẳng mạch qua luôn. Mở nghe bắn bên chung cư người để qua luôn nha. Tôi qua tới nè mấy bạn ơi. Đâu im ru hết vậy. Có đến chân người ơi. Dưới nè. Chung cư kế bên. Dưới chung cư mình có người đúng rồi. Hai tiếng chân. Chạy ngoài. À vô lại. Hai tiếng chân. À đây. Vô phòng. Ô leo qua luôn rồi, Ra đây ơi. Ui xém lỏ. Bỏ game mới có mấy ngày cái tay lạ lạ sao người ạ. Nó nhẹ cầm nó rung sao á. Mà vẫn còn người nè người ạ. Để bay qua đây chết thử coi. Ôi lại rớt. Kì vậy. Con đi chân rồi. Gọi ai đây. Lạnh. Cầm katana đi chơi tôi hả. Qua đây. Con đi xuống luôn người ạ. Cái. Mình kìa đi xuống bắn nó kìa. Rồi tôi qua liền. Qua đến nhà xanh gì mùi ghê. Bà nóc nhà chết nha. Đấy. Rất là tiện lợi luôn ạ. Công thủ toàn diện luôn. Sau tuần. Rồi. Ở đó đi bạn ơi. Lưu lại sẽ đến với bạn. Ôi thanh niên cũng cho lưu lại mình kìa. Nếu mà né qua. Ui trời ơi xem chết mùi ạ. Gà đây. Đúng rồi bạn ơi. Đưa cái đầu bạn lên. Bô lão hả. Bô lão tiên sinh hả. Rồi đợi tôi xíu. Xuống cầm katana xả bạn liền nè. Xuống test cái katana mùi ghê. Đây. Móc katana cá. Saki. Ôi trời, hộp.
Ồ, bạn ơi. Vậy chứ nó lẹ. Chứ ngồi đợi, đợi rặn phải đợi 9 giây người ạ. À. Lâu thật sự người ơi. Xả vô đầu cho lẹ. Ha, Suki. Y chang Yasuo người ơi. Lướt, lướt gió. Không biết trong đây còn người nữa người ạ. Ồ, có đi súng người ơi. À, trên khu nhà trên đây. Rồi, rồi, rồi. Tôi lên liền, tôi lên liền. Mới cập nhật chưa kịp tải tài nguyên luôn người ạ. À. Vô chơi game luôn, chưa kịp tải tài nguyên luôn. Trời, 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 xe xăng nữa. Lên luôn người ơi, lên luôn người ơi. Bay lên, bay lên, bay lên. Ồ, hình như có xe trên khu nhà nè người ơi. Rồi, mấy bạn đâu rồi, yên tĩnh thế. À, có chiếc bút ghi nè. Nãy mới nghe thấy súng bắn nè. À, hình như trong nhà, hình như trong nhà. Rồi, 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 để qua đây cho ăn đu đạn người ơi. Trong này. Ô, ra luôn nè, ra luôn nè, ra đây. Ra đây, rồi, xong bạn rồi. Móc katana ra. Hasaki. Ui trời. Ui, trong nhà còn người nữa. Ra đây, ra đây. Từ từ bạn ơi. Chạy 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 chạy, yếu rồi, yếu rồi. Vô phòng, vô phòng, vô phòng. Vô phòng, vô phòng. Hú hồn bạn ơi. Nó hiếu máu, không lo hiếu máu đây còn ra đú đỡn nè bạn. Lụm hai bạn Trung Quốc luôn. Vẫn mới nóc thôi người ạ. 18 kill rồi. Ô, mình mới thấy chiếc xe không ta? Đúng rồi, có xe trong trường học này mọi người. Xe quá trời xe luôn mấy bạn đó hết trơn ai. Hồ bơi, hồ bơi, hồ bơi. Trên nóc hồ bơi. À, mấy thanh niên chơi móc neo quay lên nóc hồ bơi người ạ. Rồi rồi, tới công chuyện với bạn với tôi. Tập vô đây mọi người. Tập vô đây công qua. Mấy thanh niên cố thủ trên đó hả? Ây da, chắc nghĩ cố thủ cho đó mình không công được khi dữ người ạ. Rồi rồi là để mình dùng cái thiết bị thế thân lên mà chết người ơi. Hình như mình dùng cái thiết bị tụi nó đâu có thấy mình đâu không người ạ. Đúng rồi, hình như nó không thấy mình đâu, mình chỉ thấy được nó thôi chứ nó không thấy được mình. Tại vì mình đâu có bắn được nó đâu người ơi. Rồi để mình lên đây mình quan sát coi tụi nó làm gì đây người ạ. À, sử dụng móc neo luôn nè. Rồi để bay lên, nó bay lên luôn. Bay. Ủa đã thấy hả? Ủa đã thấy hả? What the hell? Ôi mình tưởng nó không thấy mình chứ. Trời em định bay lên mình chết thử người à. Rồi mấy bạn ơi yên trên đó đi, tôi cho mấy bạn ăn lựu đạn. Hú hồn người à, giật cái mình. Lựu đạn nè bạn ơi. Tôi nhà tôi không có gì ngoài lựu đạn hết trơn á. À không xi nhê. Không xi nhê hả bạn ơi. Bộ nó hết lựu đạn luôn. Mày nóc này nóc này, gạt luôn nè. Hồi xong, lên luôn, tấp lên luôn, tấp lên luôn. Tấp lên luôn. Còn ba chai lửa nè. Có người nhảy xuống, có người nhảy xuống. Thanh niên nào nhảy, sợ nhảy xuống rồi. Rồi gạt luôn nè, gạt luôn nè. Thanh niên nhảy xuống rồi, bỏ đồng đội nhảy xuống luôn rồi. Ô, cho tôi dẫn nóc người ạ. À. Rồi lên đây gạt trước, lên đây gạt trước. Rồi đâu rồi bạn ơi. Ở đây. Ở đây thanh niên kia bỏ đồng đội chạy trước người ạ. Lên giờ, lên giờ, lên giờ. Rồi đi lên, lên đây kiếm tôi hả. Rồi rồi rồi. Cho bạn trả lửa nè bạn ơi. Góc này phải không? Quả chơi luôn vậy. Ngại gì? Mình vẫn còn một mạng hồi sinh mà. Khe này cái góc này. Ui trời ơi. Xém chết. Thanh niên nó sấy hơi bị loạn người ạ. Hú hồn. Trên này có xe nè người. Cái xe của mình hồi nãy một chiếc kìa. Ui bên đây một đống xe luôn nè. À, có người luôn, có người luôn. tấp vô, đang làm gì á. Ba thanh niên người ơi, ba thanh niên. Mới có bắt đây xong như này, quá trời xe luôn. Lên nóc nhà, lên nóc nhà. Rồi rồi rồi, mấy bạn đâu rồi. À lấy xe tẩu thoát, ai cho, ai cho. Rồi bạn chạy đi đâu, rồi bạn chạy đi đâu, nóc một nè. Vẫn còn người ơi, chạy hút. Ui bò vô trong mất tiêu rồi. Nó đi nè, đứa gốc cây nè. Lú cái đít kìa bạn ơi. Hai bạn còn một nữa mùi ơi, còn một nữa. Hồi nãy mình thấy ba thanh niên lận. Có tiếng máy bay, có tiếng máy bay ra. Cứ từ gạt trước hết, gạt trước hết. Gạt cái con sập cú kìa. Ui da, thằng nóc. Ôi bọt cái, bọt cái, bọt cái. Ai cho cứu bạn ơi. Ốp bơm vô, ốp bơm vô. Có thanh niên đang đi máy bay, bay tới gần mình nè. Rồi bạn bay qua đây, bạn bay qua đây. Ui da, ui da. Xảy lỗ dưới ta. À nhờn, à nhờn. Nhờn nè bạn ơi, banh sát, gớt cà gớt cà gẹt luôn, gẹt luôn. Ui, quên té chết rồi, cần gì gạt. Thanh niên nãy mình nấp dưới đây cũng bị chết luôn người ạ. À. Hồi nãy mình rõ ràng mình thấy ba thanh niên lận.
Ủa, bên kia có bắn thính luôn kìa. Ủa chà, chiến vậy. Thôi thôi, để mà chết bên đây còn ai không? Không còn ai, để mình đẩy qua bên kia bắn thính luôn người ơi. Lấy xe xuống chết thử người, bên kia đã bắn thính kìa. Còn có 10 thanh niên luôn kìa, 24 kill rồi. Mình thấy bên đây 3 lần hồi sinh mà thấy cũng chết cũng lẹ quá người ạ. Cơ bát cũng đúng lẹ luôn á. Giờ này còn có 10 người à. Ủa, ủa vậy hết rồi nè, nãy mình thấy 3 thanh niên mà. Ô đây đây đây, ô, nguyên con khỉ. Thanh niên nằm bất động ngay luôn kìa. Rồi rồi rồi, xuống đá ít đồ kìa. Kiếm ít đạn rồi xong đẩy quán kia liền kìa. Mấy thanh niên bắn thính đến đó kìa. Các bạn ơi, cứ từ từ chờ tôi xíu bạn ơi. Cho tôi vài kill nữa. Cho tròn 30 người ạ, 25 kill rồi. À, trong trong kho, trong kho, trong kho. Gì vậy, bắn gì vậy, bắn gì vậy. Hình như có thanh niên nào trên nóc nhà gì không ta. Ủa, có thanh niên chạy qua đây nè. Ui, vô. Tỉnh tắp vô chơi mà. Thấy 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 cầm 13 nó ra nó càng, thôi bỏ luôn, bỏ luôn. Bỏ luôn. Té là an toàn nhất người ạ. Ở đó là lát ăn đạn no luôn đó. Dòng vào đây cam lại cho người ạ. Bò thù rồi, bò thù rồi. Qua lấy xe đi bò thôi người ơi. Ủa, trên đây có người nè. Ủa, thanh niên nào trên đây nè. À, di chuyển, rồi để lên nhà quan sát người ạ. Phía ngoài cái đi xuống bắn nè. Ủa, thanh niên trên đây đâu rồi. Ủa, lấy xe chạy, lấy xe chạy. Mày chạy đóng rồi, chạy đóng rồi. Ui, sao dở dữ ta. Chạy chống người ăn không được kìa. Ở đây có người nè. Xa quá, xa quá. Rồi không trúng viên nào luôn. Không biết nãy lụm cấp 6 được người ạ. Hồi nãy lút mấy cái xác có cấp 6 mình không chịu lụm, mình dục. Trời ơi. Nè, chạy chống nè. Ôi. Ôi. Xây lỏ dữ ta. Mới bỏ game có mấy ngày thôi mà. lên nhà đang cơ bát mà chóng quá trời luôn. Để lên đây mình quan sát xíu người ơi. Mình ngoài bo nhưng mà mình có xe, mấy thanh niên không có xe đứng ngoài chóng quá trời luôn nè, mà mình bắn không được nào hết trơn á. Trời ơi, chạy giống này, chạy giống này. Ui, đứng im coi, đứng im coi, đứng im coi. Nó di chuyển sao mình bắn trúng được. Rồi, ôi bay bay bay. Ui, sao nó bay được vậy. Ủa, cái bóc neo đâu bắn lên trời đâu, sao nó bay được. Nóc rồi, nóc rồi, nóc rồi. Gạt, gạt, gạt. Ui, không gạt được luôn người ạ. Đang người bắn nè. Rồi, rồi, rồi. Đứng im, đứng im, đứng im. Ui, gì vậy. Cắt cái khúc này luôn người ạ. Cắt cái khúc này dạy bo thôi. Xây lỗ dưới trời, không làm ai được gì luôn. Rồi, đi bo, đi bo, đi bo. Bo thu rồi, bo thu rồi. Toan rồi, toan rồi. Trên đây có cái nhà xe cho bo rồi, để mình chiếm cái nhà xe trước nha. Ngoài đây cơ bát quá trời luôn người ạ. Sờ móc tùm lum luôn. Rồi, để mình vô đây, vô đây. Cứ bắn này. Lên nóc nhà không kìa. Ui, sao lần cứ đi xuống bắn nữa kìa. Thôi, ai nóc, ai nóc này. Cả hết là nghề của tôi. Sao lần mình có người bắn người vậy. À, thanh niên bò, thanh niên bò nè. Bò là bạn ơi. Ui, bên đây bị clip của em rồi. Sau lưng có người nữa. Thôi xuống 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 xuống. Ây da, cái nhà xe chưa mở cửa nữa. Từ người để vòng qua nhà xe mở cửa cái. Đứng ngoài trống lắm người ạ. Để mở cửa cho nó thông nhà với nhau. Xong mình lát mình cho xe mà đi luôn. Chiếc bước kia mình cũng hơi lỏ rồi. Còn 4 thanh niên nữa người ạ. 27 kill rồi. Trên đầu này có người nè. Trên này hồi nãy có người bắn nè người ạ. Mà trên đầu này ngoài bo. Mình sẽ cam thanh niên trên bò này chạy xuống. À, trên đầu này chạy xuống. Nó riết bị leo lưỡi luôn nguyệt. Trên đầu thành trên bò. Chết bên đây nữa nguyệt. À, chạy chóng cái lút đồ nè. Chạy chóng cái lút đồ nè. Nè. Trời. Xây lỗ dữ trời. Ô, xuống kìa, xuống kìa, xuống kìa. Nghe cái tán cây. Thanh niên trên đây đang xuống nè. Bị bắn nè bạn ơi. Ồ, chỉ có người bên kia đúng không ạ. Hướng bên nhà vệ sinh như vậy nè. Rồi rồi, vậy tem lẻ người còn 3 thanh niên thôi. Bên đó một có, bên đó cũng có nè. Sau lưng mình này cũng có. Chà, mình ngoài bo ra cái bo chống lỏng không ạ. Bây giờ mình chạy vô giữa là bị hai hướng bắn liền người ạ. Căng rồi nha. Này bên đây nãy có nè, đang quăng smoke lút đồ kìa.
Hay là cơ hội mình chạy đi luôn ta? Ở đây. Để chóng rồi. Ui. Đi luôn mùi ơi. Đứng đây không ổn rồi. Ô, đây có người nữa. Ui, sao mấy bạn không bắn nhau đi bắn tôi vậy? Sống rồi. Ui. Ui, tụi này chung tem cái gì mùi à, thằng kia đắp vô xuống kìa. Trời ơi, ba thằng này chung tem luôn người à, mà tưởng nó tem lẻ. Ngồi chạy đường nào gặp cái bo chống lỏng luôn người ơi. Cơ bát gì ló vậy? 28 kill 4921 đam kìa.